Huấn luyện viên Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia phải vô địch AFF Cup 2022. Trong buổi tập của đội tuyển Indonesia trên sân Bung Karno, Jakarta hôm 20 tháng 12, huấn luyện viên Shin Tae-yong liên tục dùng những từ ngữ khích lệ tinh thần toàn đội. Ông nhấn mạnh, mục tiêu hiện tại của chúng tôi là vô địch AFF Cup, Indonesia phải vô địch. Dù đặt mục tiêu cao, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng tỏ ra thận trọng trước các đối thủ cùng bảng đấu. Đội cần quan sát đối thủ nhiều hơn, chúng tôi phải phân tích họ, phải biết được điểm mạnh nhất của họ để tìm cách đối phó. Dù luôn là một thế lực đáng gờm ở Đông Nam Á, nhưng đội bóng Indonesia lại chưa từng giành ngôi vô địch. Họ thậm chí còn được gọi với cái danh là ông vua về nhì vì có tới 6 lần lọt vào trận chung kết và thất bại cả 6. Ở AFF Cup 2022, Indonesia được đánh giá cao so với Việt Nam và Thái Lan. Họ là nhà Á quân ở kỳ AFF Cup 2021. Đá 24 giờ, sống trên đường pitch.